một ngôi làng bị xóa sổ sau một đêm siêu bão càn quét thảm khốc. Thành phố Hồ Chí Minh bắt người cha ruột và vợ hờ nghi bạo hành con trai 6 tuổi. Học phí trường công lập Hà Nội năm học 2024-2025 cao nhất 6,1 triệu đồng một tháng. Giúp sức bà Trương Mỹ Lan chiếm đoạt 13.000 tỷ đồng, Trương Huệ Vân bị đề nghị 6-7 đến năm tù. Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Rất hân hạnh được gửi tới quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Ngay sau đây là nội dung chi tiết, xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Vài ngày sau khi cơn bão Helen tàn phá 6 tiểu bang Florida, Georgia và Bắc Carolina của Mỹ, nhiều người vẫn phải đang gánh chịu hậu quả. Số người thiệt mạng đã tăng lên trên chóng mặt, nhiều người bị cây đè hoặc bị mắc kẹt trong lũ lụt một người dân cho biết, khi cơn bão Helen đổ bộ vào khu vực tiểu bang South Carolina, chỉ nghe thấy một tiếng nổ lớn, nhưng chỉ ít lâu sau đó, những cái cây lớn nhất khu vực Beach Island đã đổ sập xuống. Theo đài CBS News, hàng chục nạn nhân đã thiệt mạng do cây đổ vào nhà hoặc xe hơi. Cũng tại tiểu bang South Carolina, hai người lính cứu hỏa thiệt mạng do một cây lớn gãy đè lên xe tải của họ khi họ đang thực hiện nhiệm vụ trong cơn bão Helen. Thống đốc Shapiro đã triển khai lực lượng đặc nhiệm số 1 của Pennsylvania, bao gồm nhiều lực lượng ứng cứu đầu tiên từ Đông Bắc Pennsylvania để cung cấp viện trợ. Cơn bão càn quét khiến cho một ngôi làng tan hoang, nhiều thiệt hại về con người và tài sản. Ông Dan Halowick, phó cảnh sát trưởng cứu hỏa Scranton cho biết hiện trường chỉ còn thấy sự tàn phá. Một người dân khi xem video về sự tàn phá của bão đã phải thốt lên rằng những video tôi thấy trên TikTok. Và khi nhìn thấy những điều đó, bạn sẽ nghĩ rằng trời ơi, thật kinh khủng, nhưng đó là sự thật và nó đang xảy ra. Ngày 3 tháng 10, các quan chức Mỹ xác nhận hơn 210 người đã thiệt mạng sau khi cơn bão Helen càn quét một số bang của nước này, khiến đây trở thành cơn bão gây mức thương vong lớn thứ hai tấn công đất liền Mỹ trong hơn nửa thế kỷ bất chấp hàng trăm nỗ lực cứu hộ trên khắp 6 bang và công tác ứng phó bão trên quy mô lớn với sự tham gia của hàng nghìn nhân viên liên bang và thành viên vệ binh quốc gia, quân nhân và lực lượng chức năng tại các địa phương, số người thiệt mạng do cơn bão này dự kiến vẫn tăng lên. Tại asvin, thành phố khoảng 100.000 người dân nằm dưới chân những ngọn núi đẹp như tranh và hút khách du lịch, bùn dày phủ kín các con phố. Các tòa nhà và các công trình khác dọc bờ sông đã bị nước lũ cuốn trôi hiện lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm những người còn mất tích ở những vùng khu vực hẻo lánh. Ngày 4 tháng 10, liên quan vụ việc cháu NTK sinh năm 2018 trú phường 16 quận 8 nghi bị bạo hành, công an quận 8 đã bắt được Nguyễn Quốc Toàn 24 tuổi, cha ruột cháu ca cùng vợ hờ ở Long An. Theo công an, sau khi cháu ca được người dân phát hiện bị bỏng trong nhà trọ trên địa bàn phường 16 và đưa vào bệnh viện điều trị, thì Nguyễn Quốc Toàn đã dẫn theo vợ hờ rời khỏi nơi cư trú. Tại cơ quan điều tra, ban đầu cặp đôi thừa nhận hành vi bạo hành đối với cháu ca. Trước đó, lúc 13 giờ ngày 28 tháng 9, Bệnh viện Nhi Đồng 1 tiếp nhận cháu NTK, sinh năm 2018, thôn Đồng Mỹ, xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên, nghi bị bạo hành. Ngay sau khi tiếp nhận, bệnh nhân được điều trị tích cực tại phòng cấp cứu khoa phòng Bệnh viện Nhi Đồng 1. Tại bệnh viện, cháu ca được chẩn đoán bỏng nước sôi độ 2-3, nhiễm trùng vết bỏng, nhiễm trùng huyết, tổn thương gan, viêm xẹp phổi. Sau đó, bệnh nhi được điều trị tích cực kháng sinh, dịch truyền, truyền máu, chăm sóc vết bỏng. Hiện cháu ca giảm sốt ăn uống được nhưng còn ho nhiều. Tối ngày 1 tháng 10, Công an phường 16, quận 8 tiếp nhận đơn tố cáo của chị NTV, mẹ ruột của cháu ca, về hành vi của anh Nguyễn Quốc Toàn bạo hành cháu NTK. Công an phường 16 đã báo cáo lên Ủy ban Nhân dân quận 8 và đang tiếp tục điều tra làm rõ sự việc. Chị NTV cho biết 5 năm trước, chị V và anh Toàn đến với nhau, sống như vợ chồng, không đăng ký kết hôn. Năm 2018, cháu ca chào đời. Thế nhưng khi ca lên 3 tuổi, chị phát hiện anh Toàn có người mới. Những cuộc cãi vã nối tiếp không có tiếng nói chung và cuối cùng vào giữa năm 2021, chị quyết định mang con về Phú Yên. Dù đã về quê, anh Toàn vẫn không ngừng tìm kiếm hàm dọa, khiến chị về luôn sống trong lo lắng sợ hãi. Bẵng một thời gian anh Toàn liên hệ được với chị về và mong muốn nhận con để chăm sóc. Vì thế chị đưa con vào thành phố Hồ Chí Minh, giao cho anh Toàn với suy nghĩ cháu ca sẽ có cuộc sống tốt hơn. Nhưng thực tế lại không như chị mong đợi. Một tuần trước ngày xảy ra sự việc đau lòng, chị V đã cố gắng liên lạc với anh Toàn vì nhớ con, muốn được trò chuyện thăm hỏi con nhưng thường bị né tránh. Có lúc gọi điện thoại chị V muốn nhìn mặt con nhưng anh Toàn tắt hình ảnh với lý do camera điện thoại hư. Đêm ngày 27 tháng 9, chị gọi điện cho anh Toàn với mong muốn được gặp con, nhưng đáp lại chỉ là những lời biện minh lạnh lùng. Anh và người vợ mới bảo rằng cháu ca không ngoan và họ buộc phải dạy dỗ mạnh tay. Lo lắng nhưng chị vẫn kiên nhẫn năn nỉ được gặp con qua điện thoại. Cháu ca lúc ấy im lặng một lúc lâu rồi trả lời: "Dạ con vẫn bình thường, con ổn, con ăn uống bình thường và vẫn đi học." Sau câu nói ấy, cuộc gọi nhanh chóng bị cắt khiến chị về rất bất an lo lắng. Buổi sáng hôm sau ngày 28 tháng 9, một người đàn ông gần đó ghé phòng trọ của anh Toàn thì phát hiện cháu ca bị bỏng nặng và bị nhốt bên trong nhà. Ngay lập tức, người đàn ông đến trụ sở công an phường 16, quận 8 để nhờ hỗ trợ và đưa cháu ca vào bệnh viện cấp cứu. Nhận được tin con, chị V vội vàng xin nghỉ làm, chạy về nhà sắp xếp đồ đạc để vào thành phố Hồ Chí Minh chăm con. Chị V đã viết đơn tố cáo đến cơ quan chức năng và mong muốn pháp luật trừng trị những kẻ đã bạo hành con trai mình. Tại kỳ họp thứ 18 được tổ chức sáng ngày 4 tháng 10, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua nghị quyết quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập tự đảm bảo chi thường xuyên, cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chất lượng cao của Hà Nội năm học 2024-2025. Theo đó, nhóm công lập tự chủ tài chính gồm hai trường là trường mầm non Linh Đàm, trung học phổ thông Hoàng cầu, nhóm chất lượng cao gồm 17 trường. Mức học phí thấp nhất là 1,81 triệu đồng một tháng, áp dụng đối với khối 10 và 11 trường Hoàng Cầu, khối 12 thu 1,97 triệu đồng một tháng. So với năm ngoái, học phí của trường tăng 8%. Những trường còn lại đều thu học phí trên 2 triệu đồng một tháng, trong đó Trung học phổ thông Phan Huy Chú quận Đồng Đa cao nhất với 6,1 triệu đồng một tháng. Những trường có học sinh học phí từ 5 triệu đồng mỗi tháng trở lên, áp dụng với một số nhóm lớp gồm Mầm non Đô thị Sài Đồng, Mầm non 20 tháng 10, Mầm non Đô thị Việt Hưng, Tiểu học Đô thị Sài Đồng. Khi học trực tuyến các trường thu 75% học phí theo mức nói trên, nếu học trực tiếp và trực tuyến trong cùng tháng, hình thức học nào trên 14 ngày thì thu học phí theo hình thức đó. Trước đó, Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã có báo cáo thẩm tra đối với tờ trình của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội trong đó ban văn hóa xã hội đề nghị ủy ban nhân dân thành phố hà nội ra soát làm rõ sự tranh lệch mức thu học phí năm học 2024-2025 với năm học 2023-2024 làm rõ việc xác định học phí theo các khối lớp chương trình giáo dục Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã có báo cáo tiếp thu giải trình những vấn đề mà Ban Văn hóa Xã hội đề nghị làm rõ, trong đó có đánh giá đến việc tác động của việc điều chỉnh học phí. Theo đó, do học phí được thu từ người học nên không làm tăng thu ngân sách của nhà nước. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho biết mức thu học phí đề xuất đã được lấy ý kiến của giáo viên, cha mẹ, phụ huynh học sinh theo học. Tổng cộng thành phố đã lấy 7.830 ý kiến, trong đó 7.290 ý kiến đồng ý, đạt 93,1%. Tại phần nêu quan điểm giải quyết vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 của phiên tòa hôm nay ngày 4 tháng 10, đại diện Viện Kiểm sát đã đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trương Huệ Vân, cháu ruột bà Trương Mỹ Lan, Tổng Giám đốc Công ty Tập đoàn Quản lý Bất động sản Windsor WMC 6-7 đến năm tù về tội, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ở tội danh này có 29 bị cáo, trong đó có bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Bị cáo Trương Huệ Vân theo Viện Kiểm sát đánh giá là có nhiều tình tiết giảm nhẹ hình phạt, đó là đã nộp khắc phục hậu quả 1 tỷ đồng, có vai trò là người làm công ăn lương, làm theo chỉ đạo của bà Trương Mỹ Lan. Bị cáo Vân đã ăn năn hối cải về sai phạm. Sai phạm của bà Trương Huệ Vân theo viện kiểm sát nêu là bị cáo Vân biết công ty Winsor không có nhu cầu đầu tư trái phiếu, không đủ tiền để mua sơ cấp trái phiếu. Tuy nhiên, thực hiện chủ trương phát hành trái phiếu của bà Lan, bị cáo Vân đã ký các hợp đồng chứng từ khống để công ty WMC chuyển 13.000 tỷ đồng cho công ty An Đông mua sơ cấp và giúp sức Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm phát hành hai mã trái phiếu của công ty An Đông, chiếm đoạt số tiền 13.000 tỷ đồng của 20.623 bị hại. Giai đoạn 1 vụ án, bị cáo Trương Huệ Vân bị Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt 17 năm tù về tội tham ô tài sản vì có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn là Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Tập đoàn Vạn Thịnh Phát chỉ đạo cấp dưới thành lập, sử dụng 52 công ty ma và 4 công ty có hoạt động thật, tạo lập 155 khoản vay tại Ngân hàng SCB, giúp bà Trương Mỹ Lan chiếm đoạt hơn 1.088 tỷ đồng, gây thiệt hại 25 tỷ đồng bị cáo Trương Huệ Vân đang kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh đang thụ lý giải quyết theo trình tự phúc thẩm. Trên tuyến quốc lộ 15A Hà Tĩnh thường xuyên diễn ra tình trạng châu bò thả rông đi ngay ngang trên đường khiến phương tiện lưu thông gặp khó khăn. Quốc lộ 15A là tuyến giao thông huyết mạch nối huyện Hương Khê với huyện Can Lộc, huyện Thạch Hà và thành phố Hà Tĩnh. Tuyến đường này có lưu lượng phương tiện trọng tải lớn tham gia, đây cũng là nơi thường xuyên xảy ra các vụ tai nạn giao thông. Nhiều đoạn đường có khúc cua tay áo, nguy hiểm cho phương tiện di chuyển. Đặc biệt, đoạn từ Khe Giao đến thị trấn Hương Khê cũng thường xuyên diễn ra tình trạng châu bò thả rông trên đường. Trong khung giờ 17 đến 18 giờ hàng ngày là khoảng thời gian tuyến đường này xuất hiện lượng lớn châu bò đi ngay ngang trên đường, khiến phương tiện di chuyển gặp khó khăn. Hình ảnh ghi nhận tại tuyến đường giáp danh giữa xã Hương Thủy và xã Phúc Đồng. Theo thông tin được biết, thời gian qua, dù cơ quan chức năng đã tuyên truyền xử lý vi phạm, song tình trạng châu bò đi lại trên quốc lộ 15A vẫn thường xuyên xảy ra. Trên chặng đường này rất dễ nhìn thấy cảnh châu bò chạy ngang đường, nhiều phương tiện phải di chuyển chậm để tránh va chạm. Song khung cảnh hỗn loạn vẫn diễn ra trên đường. Tại đây có thể thấy, đường hai làn nhưng châu bò dàn ngang, chiếm mất một làn đường. Phương tiện lưu thông phải di chuyển sang làn đường bên trái để vượt qua. Theo như người dân, đây là thời điểm các cánh đồng đang bỏ hoang để chuẩn bị cho vụ đông xuân, nên nhiều người thả trâu bò ra cho ăn. Vì không thể giám sát thường xuyên, nên đàn bò tự ý lên đường. Liên quan đến tình trạng trên, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Hà Linh, huyện Hương Khê xác nhận trên địa bàn đang có tình trạng thả rông châu bò, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông trên quốc lộ 15A. Hiện tại địa phương đã tuyên truyền, vận động, nhưng ý thức người dân chưa cao. Theo thông báo, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất gạch men Kinh Minh và công ty trách nhiệm hữu hạn gạch Granite Đồng Nai, phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa cho biết, do chịu lỗ liên tục trong thời gian dài, công ty buộc phải tạm ngưng hoạt động sản xuất từ ngày 26 tháng 8 năm 2024. Ban lãnh đạo công ty cũng đang nỗ lực để đi vào hoạt động sản xuất trong thời gian sớm nhất. Công ty thông báo lương tháng 9 chỉ trả tối đa 14 ngày lương chờ việc theo mức tối thiểu vùng là 4.960.000 đồng một tháng và những ngày đi làm thực tế, những ngày còn lại nghỉ việc không hưởng lương. Đối với tháng 7 và tháng 8, các doanh nghiệp trên chi đủ tiền lương, việc chi trả tiền phép năm, tiền KPI đối với người lao động nghỉ việc đúng quy định trong tháng 9 năm 2024 thì sẽ được thanh toán trong tháng 12 năm 2024. Đối với thủ tục chốt sổ bảo hiểm xã hội Cuối tháng 10 năm 2024, các doanh nghiệp sẽ chốt thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp đến tháng 9 năm 2024 cho người lao động đã nghỉ việc để lĩnh bảo hiểm thất nghiệp. Trong tháng 11 năm 2024, công ty sẽ bảo lưu sổ chốt bảo hiểm xã hội đến tháng 9 năm 2024 cho người lao động nghỉ việc. Như đã đưa tin, người lao động tại hai công ty này phản ánh bị nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội ngành lao động công đoàn của thành phố Biên Hòa đề nghị công ty chi trả lương những tháng còn thiếu cho người lao động. Sau đó, công ty đã chi trả 50% lương tháng 7 năm 2024 cho công nhân và nợ 50% lương tháng 7 và 100% lương tháng 8 năm 2024 của công nhân. Ngoài ra, công nhân còn bị nợ bảo hiểm xã hội trong nhiều tháng. Do đó, công nhân đã căng băng rôn tại cổng của công ty và cầu cứu các cơ quan chức năng. Gần đây, thông tin từ một số phụ huynh tại trường Tiểu học Đức Giang, huyện Hoài Đức, Hà Nội đã lên mạng xã hội phản ánh việc nhà trường vận chuyển điều hòa từ trường cũ sang trường mới với giá trên trời. Chị Hát có con học lớp 4 tại trường Tiểu học Đức Giang bức xúc trước thông báo trường thu tiền phí chuyển điều hòa từ cơ sở cũ sang cơ sở mới cách nhau 2 km, mỗi học sinh đóng 131.000 đồng. Nhà trường thu 131.000 đồng một học sinh mà trung bình mỗi lớp khoảng 40 học sinh, nhân lên đã hơn 5 triệu đồng chỉ để chuyển hai chiếc điều hòa sang chỗ mới, rất bất hợp lý. Nữ phụ huynh cho hay, không chỉ chị Hát, nhiều phụ huynh khác trong trường cũng không đồng ý với khoản thu vận chuyển điều hòa. Theo một phụ huynh khác, khi mọi người bức xúc thông qua hội trưởng lớp với mong muốn trình bày thắc mắc về giá lắp đặt điều hòa với trường thì phía hội trưởng lớp thoái thác. Tại cuộc họp phụ huynh đầu năm học, nhiều người thắc mắc về giá lắp đặt điều hòa. Nhà trường trả lời, thông cảm về chi phí này vì bao nhiêu năm mới có một lần chuyển trường. Không đồng tình với câu trả lời của nhà trường, nhiều phụ huynh quyết định không đóng khoản phí kể trên. Một số phụ huynh còn đăng tải bài viết lên mạng xã hội để tố nhà trường lạm thu. Trước sự việc này, ông Nguyễn Vĩnh Sự, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đức Giang Hà Nội cho hay, tháng 7 năm 2024, nhà trường phải bàn giao trường cũ cho cấp trung học cơ sở. Thời điểm này, nhà trường không học phụ huynh để lấy ý kiến do khá cấp bách, nếu bàn giao trường cũ cho đơn vị khác sẽ không lấy được điều hòa. Vì thế, đại diện ban phụ huynh đã mời một số nhà thầu tới và chọn đơn vị thi công. Tôi cũng nhận được thông tin có một số phụ huynh ý kiến, nhưng sau đó họ được giải thích nên đã hiểu vấn đề. Hiện nay, các lớp nộp tương đối đủ khoảng 131.000 một học sinh, còn một số gia đình khó khăn nên chưa nộp, ông sự nói. Trước thắc mắc về chi phí gần 2,5 triệu đồng để vận chuyển một chiếc điều hòa từ trường cũ sang trường mới, ông Nguyễn Vĩnh Sự cho biết, ông chỉ làm việc gián tiếp nên không đánh giá được đắt rẻ. Theo ông, giá cả hội phụ huynh tự tìm hiểu. Vừa qua, công an quận Bắc Từ Liêm Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Duy Thái, sinh năm 1985, trú tại quan Hoa cầu giấy Hà Nội để điều tra làm rõ hành vi cướp giật tài sản. Theo tài liệu điều tra và lời khai của Thái, đối tượng khai nhận do thiếu tiền tiêu xài cá nhân nên đã nảy sinh ý định đi cướp giật tài sản. Sau đó, Thái điều khiển xe máy đi lại gần bị hại nói xe máy của họ bị chảy dầu, nếu đi tiếp sẽ bị cháy xe. Khi bị hại tin tưởng và dừng xe máy, Thái sẽ chỉ cho bị hại phần gầm máy xe bị dầu bám đen. Các xe máy đi lâu ngày thường bị bám dầu ở đây. Nhân lúc bị hại không để ý, Thái sẽ tháo dây gió nối với buji của xe máy khiến xe máy của bị hại không đi được lúc này thái nói với bị hại về việc cửa hàng sửa chữa xe máy của thái gần đấy xe máy bị hại cần phải thay phụ kiện tiếp đó thái giả vờ gọi cho một người để hỏi về phụ kiện thay thế cho bị hại tin tưởng rồi sau đó bảo điện thoại của thái hết pin nên mượn điện thoại của bị hại để chụp ảnh phụ kiện hỏng sau khi bị hại chụp ảnh xong thái bảo bị hại đưa điện thoại để so sánh với phụ kiện cần thay khi bị hại đưa điện thoại cho thái đối tượng cầm điện thoại và tìm cơ hội nhanh chóng lên xe máy và bỏ chạy Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 3 năm 2024 đến nay, đối tượng Thái đã thực hiện cướp giật 3 điện thoại di động, tổng trị giá khoảng 50 triệu đồng. Công an quận Bắc Từ Liêm khuyến cáo đây là thủ đoạn mới, đề nghị quần chúng nhân dân cần nâng cao nhận thức, cảnh giác với hành vi phạm tội cướp giật tài sản với phương thức thủ đoạn trên. Trong đó, có nạn nhân là anh Kiều Huỳnh D, sinh năm 2004, trú tại Phú Xuyên, Hà Nội, bị thái cấp giật tài sản tại đường phố Viên kéo dài, Thụy Phương, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, trị giá tài sản thiệt hại khoảng 30 triệu đồng. Vừa qua, thông tin về chiếc ô tô được cho là chạy ngược chiều trên đường Võ Nguyên Giáp khi phát hiện cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh thì bỏ chạy khoảng 4 km, liên tục lạng lách né tránh sự truy đuổi. Theo đó, chiều ngày 3 tháng 10 trên một diễn đàn về ô tô chia sẻ đoạn clip hơn 2 phút về việc một chiến sĩ cảnh sát giao thông lái mô tô đặc chủng truy đuổi theo ô tô 7 chỗ lưu thông trên đoạn đường đông đúc. Thông tin cho biết vụ việc xảy ra trong chiều cùng ngày tại tuyến đường Võ Nguyên Giáp, thành phố Thủ Đức. Người đi đường đã chứng kiến, quay lại diễn biến và chia sẻ lên mạng xã hội. Theo nội dung clip ghi lại, khi phát hiện ô tô 7 chỗ mang biển kiểm soát xe kinh doanh dịch vụ vận tải vi phạm giao thông Lực lượng cảnh sát giao thông gần đó đã ra hiệu dừng xe để xử lý. Tuy nhiên, tài xế không chấp hành hiệu lệnh mà phóng xe đi, nên một chiến sĩ cảnh sát giao thông đã lái mô tô đặc chủng đuổi theo. Chiến sĩ cảnh sát giao thông liên tục ra hiệu dừng xe, nhưng tài xế ô tô vẫn không chấp hành hiệu lệnh mà lái xe lạng lách trên đường giữa dòng phương tiện đông đúc nhằm chạy thoát. Vụ việc xảy ra khoảng 13 giờ chiều ngày 3 tháng 10 trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp, thành phố Thủ Đức theo hướng từ cầu vượt Cát Lái, thành phố Thủ Đức về cầu vượt Hàng Xanh, quận Bình Thạnh. Đây là địa bàn quản lý của đội cảnh sát giao thông Cát Lái, phòng cảnh sát giao thông PC08, công an thành phố Hồ Chí Minh. Được biết sau đó, chiến sĩ cảnh sát giao thông của đội cảnh sát giao thông Cát Lái đã dừng được xe, đưa phương tiện và mời người điều khiển xe về trụ sở của đội để lập biên bản xử lý. Người chia sẻ clip cũng cho hay, ban đầu tài xế ô tô biển vàng nói trên chạy ngược chiều rồi quay vào đường hỗn hợp, khiến nhiều xe khác phải né để tránh va chạm. Ngày 3 tháng 10, lãnh đạo trường trung học phổ thông Thái Phiên, thành phố Đà Nẵng thông báo đã hoàn trả tiền thưởng cho gần 700 học sinh giỏi khối 10 và khối 11 của năm học 2022-2023. Trước đó, vào tháng 3, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng Nhận được phản ánh về việc ông Nguyễn Bá Hảo, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Thái Phiên, thành phố Đà Nẵng đã cho 654 học sinh giỏi khối 10 và khối 11 năm học 2022-2023 ký nhận tiền thưởng, mỗi em là 200.000 đồng. Tuy nhiên, trên thực tế, các em chỉ nhận được 20 cuốn vở với giá trị thị trường chỉ khoảng 6.000 đồng mỗi quyển. Điều đáng nói là loại vở này hiện nay rất khó tìm trên thị trường do giấy quá mỏng và ít người sử dụng. Phản ánh của học sinh và phụ huynh cho rằng nếu quy đổi số vở trên thì số tiền thực nhận ít hơn 200.000 đồng. Vì thế, các phụ huynh mong muốn con em được nhận số tiền còn lại. Phụ huynh đã có ý kiến với nhà trường, tuy nhiên không nhận được câu trả lời thỏa đáng, khiến phụ huynh bức xúc trong thời gian dài. Vào tháng 6, trước phản ánh của các giáo viên, Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng xác minh và kết luận ông Hảo có hợp đồng số tiền mua vở là 138,4 triệu đồng, số lượng 13.840 cuốn vở với đơn giá 10.000 đồng một cuốn. Ông Hào trực tiếp quyết định và thực hiện mua vở, không đấu thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng kết luận, việc cho học sinh ký nhận tiền mặt mà nhận vở là không đúng theo hồ sơ thanh toán. Do đó, yêu cầu ông Hào phải hoàn trả toàn bộ số tiền 138,4 triệu đồng cho những học sinh đã ký nhận tiền nhưng lại được nhận vở. Điều đáng nói, ông Hảo lại yêu cầu học sinh mang vở đã nhận thưởng nguyên đai nguyên kiện từ 2 năm trước đến đổi tiền, khiến nhiều học sinh không đổi được và bức xúc. Bên cạnh đó, kết luận của thanh tra sở cho thấy ông Hảo có hàng loạt vi phạm khác về tài chính như tự đặt ra quy chế chi tiêu nội bộ, vi phạm trong mua sắm tài sản, thiết bị dạy học, sửa chữa nhỏ cơ sở vật chất không đúng quy định về đấu thầu, có nhiều khuất tất trong thực hiện thu, chi, Liên quan lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường, do đó, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng đã yêu cầu hiệu trưởng nhà trường hoàn trả hơn 138 triệu đồng cho học sinh. Đồng thời, Sở cũng yêu cầu nhà trường chấm dứt việc phát thưởng cho học sinh với hình thức ký nhận tiền mặt nhưng lại phát hiện vật. Mới đây, Viện Sức khỏe Nghề nghiệp và Môi trường Bộ Y tế đã có văn bản về kết quả hỗ trợ xét nghiệm chất lượng nước sinh hoạt tại huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang sau vụ vỡ đập bùn thải quặng kẽm chỉ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên kim loại màu Bắc Cạn. 10 mẫu nước được lấy trên địa bàn xã Bình Phú, huyện Chiêm Hóa, chuyển đi xét nghiệm 8 thông số nhóm A và 29 thông số kim loại vi sinh nhóm B để đánh giá nguy cơ nhiễm kim loại nặng từ nước tuyển quặng. Kết quả cho thấy, 10 trên 10 mẫu nước đều không đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt ở các thông số hóa lý, và thông số vi sinh. Trên cơ sở đó, Viện Sức khỏe Nghề nghiệp và Môi trường khuyến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế và các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ đánh giá nguy cơ ô nhiễm môi trường và ô nhiễm nguồn nước để có biện pháp xử lý kịp thời. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng nước sinh hoạt trên địa bàn các xã bị ảnh hưởng, hướng dẫn người dân khử trùng và sử dụng nước sinh hoạt an toàn. Trước đó, sáng ngày 9 tháng 9, trên địa bàn xã Bản Thi, huyện Trợ Đồn, tỉnh Bắc Cạn, đã xảy ra vụ vỡ bờ đập, bùn thải, quặng kẽm trì của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên kim loại màu Bắc Cạn. Vụ việc đã khiến hơn 1.000 tấn bùn thải quặng trì kẽm cùng hóa chất đi kèm tràn ra môi trường, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ sinh thái, môi trường và đe dọa đời sống, sinh kế của hàng trăm hộ dân tại hai tỉnh Tuyên Quang và Bắc Cạn. Những người dân tại một số xã của huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang đã phản ánh nguồn nước suối bắt nguồn từ huyện Trợ Đồn tỉnh Bắc Cạn, chảy qua địa bàn xã có màu nâu, mùi lạ bất thường, nước chảy tới đâu, xuất hiện tình trạng cá chết hàng loạt đến đó. Khoảng 300 trên 600 hộ dân của xã Bình Phú bị ảnh hưởng bởi vụ vỡ đập bùn thải với 29 tấn cá lồng bị chết, hàng chục hectare đất canh tác bị vùi lấp, ước tính thiệt hại sơ bộ trên 3 tỷ đồng. Sau vụ việc, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tới hiện trường kiểm tra, làm việc với các bên liên quan và hai lần tiến hành lấy mẫu nước tại các khu vực bị ảnh hưởng để xét nghiệm. Hiện tại, người dân các xã Bình Phú, Phú Bình, Yên Lập của huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang và xã Bản Thi, huyện Trợ Đồn, tỉnh Bắc Cạn đang hết sức lo lắng cho sức khỏe trước nguy cơ ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt, sản xuất và nhiễm độc quạng chỉ kém. Chiều ngày 3 tháng 10, tại cuộc họp về tình hình kinh tế, xã hội trên địa bàn do Ban Tuyên giáo Thành ủy, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng tham mưu Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã thông tin về việc điều tra xử lý vụ bạo hành trẻ em tại Mai ấm Hoa Hồng quận 12 cùng một số vấn đề an ninh trật tự. Theo thượng tá Lê Mạnh Hà, ngay sau khi tiếp nhận tin báo về việc sử dụng vũ lực với người khác xảy ra tại Mai ấm Hoa Hồng vào ngày mùng 4 tháng 9, Ban giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo Công an quận 12, phòng cảnh sát hình sự. Phối hợp các đơn vị, ban ngành liên quan, khẩn trương xác minh, điều tra xử lý, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức kiểm tra và khẩn trương bố trí cho 86 trẻ tại mái ấm Hoa Hồng và các cơ sở bảo trợ xã hội của thành phố Hồ Chí Minh để trẻ được thăm khám, chăm sóc sức khỏe ban đầu và tiếp tục được nuôi dưỡng. Cũng trong ngày 4 tháng 9, công an thành phố Hồ Chí Minh đã mời tất cả những người có liên quan trong vụ việc mái ấm Hoa Hồng về trụ sở để làm việc đồng thời khẩn trương thu thập, củng cố chứng cứ. Ngày mùng 6 tháng 9, Công an thành phố đã tổ chức buổi cung cấp thông tin và mời các cơ quan báo chí trên địa bàn đến tham dự. Tại đây, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã cung cấp thông tin về việc cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Ngọc Cẩm và Diệp Ngọc Tuyền. Việc cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng có liên quan để xử lý, được thực hiện thận trọng, nghiêm túc, theo đúng quy trình, quy định của pháp luật, không thể vì vụ việc nóng, dư luận quan tâm mà nóng vội trong công tác điều tra, xử lý. Mái ấm Hoa Hồng được thành lập theo quyết định 917 ngày 7 tháng 7 năm 2023 của Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội quận 12, thành phố Hồ Chí Minh do bà Giáp Thị Sông Hương quản lý. Sau sự việc, Ủy ban nhân dân quận 12 đã đình chỉ và thu hồi giấy phép hoạt động của cơ sở này. Theo điều tra ban đầu, các bản án, quyết định và thông báo của tòa án nhân dân các cấp về kết quả giải quyết đối với lô đất 147, diện tích 240 m2 ở khu dốc võng thuộc thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa, không thuộc quyền sở hữu của vợ chồng bà Lê Thị Hòa, sinh năm 1972 và ông Nguyễn Văn Trong, sinh năm 1970 ở thôn Tân Thành, xã Suối Bạc, huyện Sơn Hòa không chấp nhận kết quả giải quyết này, từ năm 2022 đến 2024, vợ chồng bà Hoa và ông Trọng đã lợi dụng quyền tố cáo, quyền khiếu nại, quyền tố giác về tội phạm của công dân để làm tổng số là 104 đơn có tiêu đề đơn tố cáo, đơn khiếu nại, đơn tố giác tội phạm, đơn đề nghị, đơn kiến nghị phản ánh gửi đến nhiều cơ quan từ cấp huyện đến trung ương, tố cáo, khiếu nại, tố giác các cán bộ lãnh đạo theo cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Sơn Hòa, vợ chồng bà Lê Thị Hòa, sinh năm 1972 và Nguyễn Văn Trong, sinh năm 1970 ở thôn Tân Thành, xã Suối Bạc, huyện Sơn Hòa có hành vi lợi dụng quyền tố cáo, quyền khiếu nại, quyền tố giác về tội phạm của công dân để tố cáo, khiếu nại, tố giác sai sự thật đối với các cán bộ lãnh đạo của nhiều cơ quan, nhiều cấp, nhiều ngành. Ngày 3 tháng 10, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Sơn Hòa đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với vợ chồng bà Lê Thị Hòa và ông Nguyễn Văn Trong về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Mặc dù đã được các cơ quan chức năng nhiều lần giải quyết, giải thích và thông báo cho bà Hòa và ông Trong biết việc tố cáo khiếu nại tố giác là sai sự thật, nhưng vợ chồng này không chấp nhận vẫn tiếp tục lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo, tố giác để làm đơn để gửi nhiều cấp, nhiều ngành trong thời gian dài. Hành vi của vợ chồng này đã vi phạm các quy định của pháp luật, bôi nhọ, xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm, uy tín, quyền và lợi ích hợp pháp của các cán bộ, lãnh đạo của nhiều cơ quan, nhiều cấp, nhiều ngành địa phương. Mới đây, Công an huyện Hưng Khê, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa làm việc với ông HVH, 52 tuổi, chú xã Gia Phố, huyện Hưng Khê, tỉnh Hà Tĩnh, để điều tra về hành vi ném đá vỡ kính toa tàu SE6. Theo đó, vào tối ngày 26 tháng 9, tàu hỏa SE6 xuất phát từ ga Hương Phố đi Hà Nội. Khi di chuyển đến vị trí thuộc khu gian Hương Phố, Chu Lễ, xã Gia Phố, đã bị ném đá vào toa, gây vỡ một tấm kính cố định. Ngay sau đó, ngành đường sắt đã báo cáo sự việc đến cơ quan công an. Công an huyện Hương Khê phối hợp với công an thị trấn Hương Khê và công an xã Gia Phố xác minh điều tra khu vực hành lang đường sắt. Qua đó, lực lượng chức năng xác định ông HVH đã thực hiện hành vi ném đá vào tàu SE6. Tại cơ quan điều tra, ông Hát khai nhận, tối ngày 26 tháng 9 có sử dụng rượu bia trong bữa cơm tối. Ăn xong, ông Hát đi xe đạp ra khu vực gần đường sắt thuộc địa phận thôn Tân Phố, xã Gia Phố để hóng mát. Tại đây, tàu SE6 di chuyển qua làm bụi bay vào mát nên ông bực tức nhặt đá ném vào đoàn tàu. Công an huyện Hương Khê đã tuyên truyền và yêu cầu người đàn ông ký cam kết chấp hành các quy định của pháp luật và không tái phạm hành vi nêu trên. Được biết, năm 2020, ông Hát từng gặp tai nạn giao thông, hiện sống một mình, thường xuyên sử dụng rượu. Ngày 4 tháng 10, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết vừa đồng chủ trì với Công an huyện Con Cuông và phối hợp với các đơn vị chức năng phá thành công đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia tại đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng thuộc tỉnh Bo Keo, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, qua đó bắt năm đối tượng đã chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của người dân trong nước. Thời gian qua, tình hình tội phạm lợi dụng không gian mạng để hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản diễn biến phức tạp, đặc biệt là tình trạng các đối tượng người Việt Nam cấu kết với các ổ nhóm tội phạm chuyên nghiệp ở nước ngoài để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vào cuộc điều tra, công an phát hiện tại đặc khu kinh tế Tam giác vàng thuộc tỉnh Bo Keo của Lào có ổ nhóm lừa đảo do các đối tượng người nước ngoài cầm đầu các đối tượng thành lập công ty rồi lừa người vào làm việc nhưng thực chất là để tham gia thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người Việt Nam trong nước. Sau khi đưa được người vào làm việc, các đối tượng trong đường dây sẽ đào tạo huấn luyện nhân viên sử dụng kịch bản lừa đảo theo 4 bước. Đầu tiên, các đối tượng sẽ tạo tài khoản mạng xã hội nhái của nhiều người, đồng thời chia sẻ nhiều hình ảnh giàu có nhờ tham gia đầu tư qua ứng dụng Biconomin. Đây là ứng dụng sàn giao dịch tiền ảo giả do các đối tượng tự tạo lập, điều khiển theo ý muốn của chúng. Tiếp đến, các đối tượng sẽ gửi lời mời kết bạn rồi trò chuyện tán tỉnh yêu đương qua mạng. Khi thấy nạn nhân tin tưởng hoặc rơi vào mối quan hệ yêu đương, các đối tượng sẽ dụ dỗ tham gia đầu tư tiền vào ứng dụng Biconomin, rồi hướng dẫn cài đặt ứng dụng đăng ký tài khoản và đầu tư tiền ảo. Để nạn nhân tin tưởng, thời gian đầu các đối tượng sẽ chuyển tiền lợi nhuận cho nạn nhân. Đến khi nạn nhân đã đầu tư một số tiền lớn, các đối tượng bắt đầu đóng băng tài khoản với nhiều lý do nhằm chiếm đoạt tài sản. Sau một thời gian điều tra, cơ quan công an đã làm rõ hai đối tượng, Vi Văn Linh sinh năm 2003 và Kha Văn Úc sinh năm 2002, cùng chú huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An, là hai đối tượng trực tiếp tham gia vào đường dây lừa đảo nói trên. Cụ thể, tháng 9 năm 2023, Linh sang Lào và tham gia vào nhóm tội phạm để hoạt động lừa đảo. Tháng 2 năm 2024, Linh đã sử dụng tài khoản Zalo nhắn tin, làm quen và tạo mối quan hệ tình cảm yêu đương với một người đàn ông trú tại tỉnh Lâm Đồng. Với thủ đoạn lừa tình, lôi kéo đầu tư tiền ảo, Linh đã nhiều lần dụ dỗ nạn nhân đầu tư vào Biconomin rồi lừa đảo với tổng số tiền hơn 17,6 tỷ đồng. Cũng với chiêu bài tương tự, Kha Văn Úc tiếp tục lừa đảo, chiếm đoạt số tiền hơn 1 tỷ đồng của người đàn ông nói trên. Với những tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan công an đã khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can đối với Kha Văn Úc và Vi Văn Linh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Điều tra mở rộng công an đã khởi tố bắt tạm giam thêm 3 đối tượng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản gồm Lộc Văn Tào sinh năm 2001, Lương Văn Hiền sinh năm 2001, cùng chú tại huyện Tương Dương và Vi Thị Lệ sinh năm 2002, chú tại huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An. Vụ việc đang được công an điều tra mở rộng. Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam 4 tháng đối với Trần Thanh Hùng, 41 tuổi, ngụ ấp Bãi Nhà A, xã Lại Sơn, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang để điều tra tội lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản. Theo thông tin điều tra, vào năm 2020, ông Nguyễn Thanh Sơn, một Việt kiều Mỹ, gửi về Việt Nam cho em ruột là bà Nguyễn Thị Thanh Hoàng số tiền trên 100 tỷ đồng để mua đất. Sau đó bà Hoàng đã chuyển số tiền này cho bà Nguyễn Thị Thanh Hiền, một em gái khác của ông Sơn để thực hiện việc nhận chuyển nhượng đất tại xã Lại Sơn, huyện Kiên Hải theo yêu cầu của ông Sơn. Khi hoàn tất giao dịch mua đất, bà Hoàng giao cho Lê Thị Thanh Tâm, con gái ruột của bà đứng tên các thửa đất. Sau khi nhận tiền từ bà Hoàng, bà Hiền cùng với Lê Phương Đông, người sống chung như vợ chồng với bà Hiền, ký hợp đồng mua 22 thửa đất từ các hộ dân tại xã Lại Sơn, huyện Kiên Hải tất cả các giao dịch đều được đứng tên bởi bà Hiền. Sau khi mua đất xong, bà Hiền và ông Đông đã nhờ Trần Thanh Tùng, cán bộ địa chính xã làm lại giấy tờ cho 22 thửa đất. Hùng đã giúp bà Hiền giả mạo chữ ký của 9 người bán đất để nâng khống giá trị đất, từ đó chiếm đoạt gần 7 tỷ đồng từ ông Sơn. Ngoài ra, Hùng còn giúp tạo ra 3 hợp đồng mua bán đất giả và 5 hợp đồng nâng giá trị đất giả, qua đó chiếm đoạt thêm trên 25 tỷ đồng từ ông Sơn. Theo công an, Trần Thanh Hùng và Lê Phương Đông đã cấu kết hỗ trợ tích cực cho bà Hiền trong việc chiếm đoạt tổng số tiền hơn 32 tỷ đồng của ông Nguyễn Thanh Sơn. Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố vụ án và bắt giam bà Hiền và ông Đông với cùng tội danh. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Kiên Giang đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ các hành vi liên quan đến vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản này. Vừa qua người dân xã Kỳ Lạc huyện Kỳ Anh tỉnh Hà Tĩnh phát hiện 9 con bò bị chết trong khu vực rừng trồng ở thôn Lạc Thắng, ngay sau khi phát hiện sự việc mọi người nhanh chóng trình báo với chính quyền địa phương và cơ quan chức năng. Sau sự cố rủi ro thiên tai, chính quyền đã đến thăm hỏi động viên và trước mắt hỗ trợ mỗi hộ 1 triệu đồng, góp phần ổn định sản xuất đời sống. Theo đó, người dân xã Kỳ Lạc, huyện Kỳ Anh phát hiện 9 con bò bị chết trong khu vực rừng trồng ở thôn Lạc Thắng. Trong đó, gia đình ông Lê Văn Thịnh bị chết 5 con bò và gia đình ông Lê Văn Thanh 4 con. Cùng ngày, lực lượng chức năng chính quyền địa phương đã phối hợp hỗ trợ gia đình giải quyết sự việc, đồng thời khuyến cáo người dân lưu ý khi thời tiết thay đổi, tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra.